Chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Hôm nay thì em lâu lắm rồi em không có review trên những cung đường. Nay thì hiện tại anh em tụi em đang ngồi trong một chiếc xe, đó là Nissan Bluebolt sản xuất năm 1989, đăng ký 5 chỗ ngồi và không hết niên hạn, với một phân khúc bên em bán cho cô chú và anh chị là 80 triệu cho chiếc xe này. Con xe này thật sự em cũng có một cái live stream rất là chi tiết con xe này. Và con xe này thì anh chị thấy không, chạy rất là chắc, rất là đầm. Con xe này nếu mà anh chị, cô chú nào yêu dòng Nissan á, thì kiếm chiếc thứ hai cũng rất là khó. Hiện tại thì tụi em đang dùng em nó đi công vụ. Hôm nay em đi qua Bình Thuận, em mua xe mà bị không được như ý, nên anh em tụi em phải quay về lại Đồng Nai. Đây là một khúc của đường tắt ở Xuân Lộc. Trước mặt mình là một cái cầu bản nha cô chú và anh chị. Xe thì chị thấy không, chạy rất đầm, rất chắc. Ghế nỉ, chân nỉ vẫn còn nguyên bản. Tay lái rất là nhẹ nhàng nha anh chị nha. Máy lạnh cực kỳ tơi tả, nhạc dập sắp sinh. Xe này có hỗ trợ loa súp nha anh chị. Đây, mời tất cả cô chú anh chị theo em ngắm một chút xíu về phong cảnh của bên Xuân Lộc Đồng Nai ha.